Mang thai là hành trình đầy mệt nhọc nhưng cũng tràn ngập hạnh phúc của người mẹ. Nhất định mẹ phải nhớ những lưu ý trước khi sinh và sau khi sinh để quá trình vượt cạn an toàn, suôn sẻ. Bởi đây là giai đoạn quan trọng nhất, cả mẹ và bé đều rất dễ bị tổn thương. Chính vì vậy kênh tạp chí online đã liệt kê 17 lưu ý vô cùng quan trọng các mẹ cần phải xem hết và lưu lại nhé. Lưu ý số 1. Gần ngày sinh ngủ nghiêng bên trái, tuyệt đối không nằm thẳng và nên đi bộ nhiều nhưng đi nhẹ nhàng. Lưu ý số 2. Có dấu hiệu là đi bệnh viện ngay, không chủ quan, ra huyết nâu, máu, nước ối hoặc đau bụng. Lưu ý số 3. Lúc sanh đau bụng nên hít thở sâu và không la hét nhiều mất sức là không dặn đẻ được. Lưu ý số 4. Sinh xong 30 phút sau là phải ráng nằm tiểu ngay, không thì bị bí tiểu và nhiễm trùng. Lưu ý số 5. Cho bé bú ngay sau khi đi từ phòng sinh ra, để sữa non tốt cho bé và giúp tử cung phục hồi nhanh hơn. Lưu ý số 6. Khi gò tử cung xuất hiện từng cơn đau thắt thì các mẹ nên massage ngay vị trí đó. Tuyệt đối không chườm nóng hay nghịch lại, sẽ dễ bị băng huyết. Lưu ý số 7. Sau 6 tiếng sinh xong, mẹ phải đứng dậy đi nhẹ nhàng và đi tiểu cho dịch sản ra tốt. Lưu ý số 8. Rửa và vệ sinh vùng kín bằng nước ấm pha muối loãng vài giọt nước vệ sinh phụ khoa lactacid, sau đó thấm khô bằng khăn giấy sạch. Lưu ý số 9. Uống trên 2 lít nước lọc mỗi ngày giúp máu huyết lưu thông và cơ thể không bị mất nước, da rẻ mịn màng và khi đi tiểu nhiều sẽ giúp sạch vùng kín. Lưu ý số 10. Mặc quần lót và băng vệ sinh thoáng rộng cho vết thương mau khô, nhanh lành. Lưu ý số 11. Buổi tối cố gắng đi ngủ sớm lúc 9, 10 giờ để khuya và đêm có sức chăm em bé, cho bé bú, thay tả. Lưu ý số 12. Các mẹ phải ăn sáng để có sức chăm con. Lưu ý số 13. Sau khi sinh, trong 2 ngày đầu, mẹ nên vệ sinh răng miệng bằng nước muối. Mẹ cũng nên lau mặt bằng nước muối sinh lý để da luôn tươi sáng và sạch sẽ. Lưu ý số 14. Sau sinh 2 ngày, bạn nên tập siết vùng kín và giữ lại 10 giây. Một ngày làm vài lần để có âm đạo, nhanh chóng thu nhỏ vùng kín sau sinh. Lưu ý số 15. 2 ngày sau sinh, mẹ hãy ủ da đầu và tóc bằng dầu dừa. Sau 1 tiếng thì tắm gội nhanh trong 15 phút thôi. Sau đó, lau cho ráo và sấy khô tóc. Tóc sẽ không rụng sau này. Lưu ý số 16. Lau bụng bằng rượu gừng nghệ vào buổi tối và thoa bụng với dầu dừa vào ban ngày. Khi hết sản dịch, mẹ sau sinh có thể sử dụng nịt bụng để tạo dáng. Lưu ý số 17. 1 tháng sau sinh có thể dưỡng da body, tẩy da chết, tắm sữa tắm cho da mịn màng. Nhưng nhớ khi cho bé bú thì lau sạch vùng da tiếp xúc. Bạn đều bấm phát đâu, kênh tạp chí online nhé. Chúng tôi vẫn miệt mài làm content, nhiệt tình cung cấp cho bạn bao nhiêu là kiến thức hay ho, từ hướng dẫn bạn chăm sóc bản thân từ bầu bí cho tới khi sinh con, nuôi con một cái xe. Một nút like, một câu bình luận có thể không đáng gì với bạn, nhưng lại cổ vũ chúng tôi nhiều lắm mà. Thấy hay thì nhớ giới thiệu cho cả bạn của bạn, thì tôi càng biết ơn nhiều hơn.